Tí xíu là chín luôn các bạn. Giờ nãy có mua ớt cái chanh đem theo nè. Thì cái vừa nướng vừa câu lên xong là nướng ăn luôn các bạn. Là nghe mùi nó hấp dẫn liền luôn á. Hấp dẫn. Thèm mấy đó, chạy nước miếng không? Thèm Thèm tí.